và anh em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay bên em về một lô hàng mới mang thương hiệu của DB Acoustic nhé. Bên em là đại lý chuyên cung cấp những sản phẩm của thương hiệu DB Acoustic, bao gồm loa của DB này, vang của DB này, lưng tiếng đẩy của DB, tất cả những cái dòng sản phẩm mang lại cái chất lượng âm thanh tốt nhất của DB thì bên em đang phân phối độc quyền các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu các bác một dòng sản phẩm loa của DB Acoustic, một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Cái con DB này bên em vừa cập bến tối nay thôi. Cái dòng DB này bên nhà em rất là nhiều, ngày hôm nay cập bến với số lượng cũng khá là tương đối. Đấy, dành cho anh em và các bác tham khảo. Thì hôm nay em sẽ nhân cái buổi đầu tiên nhập cái số lượng hàng mới như thế này, em sẽ giảm luôn cho các bác là 10% nhé. Giảm luôn 10% cho các bác và anh em. Với đầu tiên là đó chính là một cặp loa của DB Acoustic này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở đây, giao diện rất là đẹp. Con này thì có cái hình thức là mặt màu đen nhé các bác nhé. Loa màu đen, đấy, rất là sang trọng. Đấy, được chưa? Đấy, các bác nhìn thấy không? Lưới thì phủ rất là căng này. Đấy, đấy cái con này thì là mặt full sần nhé các bác. Full sần nhé. Đấy, sờ rất là mịn màng này. So với những cái dòng sản phẩm mà hàng Việt Nam đóng thì con này tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đấy, bác này, đấy, gỗ này rất là chắc chắn này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, ngoài ra con này là hàng nhập 100% mới y nguyên nhá. Đấy, chưa hề động chạm đến một chút nào đâu. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây này. Đấy, có mã QR code cho các bác check hàng chính hãng này. Đấy, được chưa? Đấy. Ở trên mặt lưới này có mang thương hiệu của DB Acoustic nhá. Đấy. Ở bên này cũng có tem bảo hành này các bác này. Tem xác thực hàng chính hãng luôn này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Được chưa? Hàng là hàng mới 100%, bên em bán giảm giá 10%. Đấy. Cho duy nhất 5 bác khách hàng đầu tiên thôi. Bên em con này thì có giá là 12.500.000, ngày hôm nay giảm luôn 10% cho các bác và anh em được chưa? Đấy, chơi lớn giảm luôn 10%. Đấy, ở đây là thùng các bác nhé, thùng của em đó đây. Đấy, thùng của em đó đây. Khi mà các bác nhận hàng bên em sẽ đóng hàng các bác một cách an toàn nhất trong cái quá trình vận chuyển cho các bác được chưa? Hàng này thì là hàng con này thì khả năng là nó rơi vào tầm gần 20 cân đấy, 20 cân một quả loa đấy các bạn. Đấy, con này thì có cái loa bass 30 nhá, đi kèm với chép nhá. Loa bass 30 này đi kèm với chép này. Đấy. Mặt thì về hình thức thì là màu đen. Màu đen thì các bác khá là ưa chuộng rồi. Cái dòng này thì về cái chất lượng thì không phải bàn. DB Acoustic luôn mang cho người dùng một cảm giác là tốt nhất và thứ hai là tin tưởng nhất. Đấy. Dòng DB Acoustic này đang phủ sóng rất là rộng lớn trên khắp cả nước cũng như là ở nước ngoài nữa. Đấy. Thì các bác là muốn mua cặp loa này thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên em. Bên em sẽ để cho bác cái mức giá ưu ái nhất. Giảm xuống 10% cho các bác nhé, chỉ 5 bác hai của khách hàng đầu tiên thôi cho cái dòng loa mới như này. Đấy, thì các bác nhớ thấy hay thì nhớ đăng ký kênh cho em, nhớ nhấn chuông thông báo và cập nhật những video mới nhất bên Tùng Audio Hải Dương nhé. Em chào các bác nhé.